chồng bà ta thì hai em cho mày làm đạo đức để làm sao lớn lớn cũng như vậy, hai gia đình không nào? Vâng, hai mẹ vào đầu thế này. Đấy, bây giờ con mà chịu làm không thể chịu được, không được phép làm trong nhà nào nữa. Tao nói cho mày nghe đấy, không thực tế gì, còn nơi mày làm ra đấy là phép, còn phạm vợ là đất không được chưa? Mày đánh tao đấy. Cầu cái gì? Lên lên cầu mày!